Sen được quá. Ai á, mai xuống quay. Chủ đề gì xuống. Nói gì nói lớn lên nữa, nó trong miệng không có nghe gì hết á. Cho xuống chơi đi. Tập thể dục nào đâu? Xuống ở dưới á. Thôi nắng lắm. Mát mà. Ê, cái đá rồi vòng vòng ngay này coi đi, đừng đi xuống dưới. Công nhận cũng lì á mày. Này trồng lâu rồi phải không mày? Thời gian nè. À tự lên. Mưa nó tốt lên. Mà nắng á, đã về nó mưa chua. À mưa không chua hả? Bên phía bên đó kìa cỏ mướn xanh, còn cái này nó không mọc lên nè. Ừ. Rồi mấy chậu bông bên kia kìa. Trường trường mày có dưới có sơn không? Có, trường có sơn có tại dưới. Trời ơi, nhìn đẹp ghê chứ. Treo mỗi cái treo nhìn đẹp ghê. Ừ. Cái gì? Ừ. Qua coi mấy bánh xe nè. Có phải là chưa nhậu gì cái chuyện đúng không? Ừ. Cái gì là cần chơi đúng không? Ừ. Cần mượn ra đi chơi đúng không? Ừ. Đừng có đụng vô nha, đừng có đụng vô nha. Con ngủ đâu vậy? Về nhà ngủ chứ ngủ đâu. Chơi là chơi đánh chơi. Nhìn dễ thương quá. Qua nhà ông dùng tiền đúng. Hả? Trường con có sơn không con? Không. Ừ. Rất là dễ thương. Wow. Đây là trường cấp 1 các bạn. À, thì những cái như là những đen đen mùa dịch nè, xong rồi cho học sinh nghỉ, xong rồi mấy thầy cô là người ta sẽ trang trí lại nè, xung quanh cái trường học nè, này trường cấp 1 cho nên trang trí rất là dễ thương các bạn. Đó. Này rất là dễ thương. Đó, xa xa đó là người ta sơn bánh xe để trồng trồng bông. Rồi phía góc đó là cũng để